cái tên Một Cô Bé, Một Bi Kịch Gia Đình, Một Xu Hướng Tủng Dịch Lịch Lạc, Một Chuỗi Những Thảm Kịch Không Hồi Kết. Yakedo Sojo là một bộ manga bao gồm tất cả những thứ kể trên, được chắp bút bởi Kantetsu và minh họa bởi Satomi Yu. Thông qua 23 chương truyện đã thành công vẽ ra một bối cảnh viễn tưởng được đặt ở nơi xa xôi nhất của ranh giới đạo đức, lãng mạn nhưng bệnh hoạn, mỹ miều nhưng tội lỗi. Chưa cần bàn đến việc bộ manga này có thật sự hay hay không, có một điều mà mình hay bất cứ ai đã từng đọc qua đều biết chắc chắn, Yakedo Sojo mang trong mình một cốt truyện đầy tranh cãi với những tình tiết căng thẳng và điên loạn đến lạnh sống lưng. Có rất nhiều thứ để nói về bộ manga này, tuy nhiên do giới hạn về mặt thời lượng nên trong khuôn khổ của video lần này chúng mình sẽ chỉ tập trung phân tích tâm lý của bốn nhân vật được nhắc đến nhiều nhất trong cả series, lần lượt là Kaname, Shina, Kaede và Kumasawa. Yakedo Sojo kể câu chuyện về Kaname Aizawa và Shina Hinami. Tuy là bạn cùng lớp, nhưng cả hai chưa từng bắt chuyện với nhau. Hoàn cảnh Kaname khá là bất hạnh, cha thì bỏ đi, còn người mẹ thì bị ám ảnh đến phát điên và ước rằng chưa từng sinh ra cậu. Ở trong lớp cũng không khá khẩm hơn là mấy. Cậu lúc nào cũng tỏ ra trầm lặng và thuộc tuýp nhân vật anti-social thường thấy trong các bộ manga học đường. Shina thì ngược lại, cô là một cô gái năng động, hoa đông và lúc nào cũng là tâm điểm chú ý của cả lớp. Một ngày nọ, cả hai vô tình va vào nhau. Kaname tình cờ nhặt được quyển sổ ghi chép bí mật của Shina. Những thứ viết trong đó hãi hùng đến mức bọn mình không thể diễn tả được bằng lời và sẽ để ở một bức hình ở đây để minh họa. Thế nhưng sau đó, Kaname lại bảo rằng cậu ta thích nó. Và thế, hai trái tim loạn nhịp đã va vào nhau. Cả hai bắt đầu mối quan hệ hẹn hò. Những ngày sau đó, Shina dẫn Kaname đến một trường tiểu học bỏ hoang, sau này trở thành căn cứ bí mật của cả hai. Ở đó, cô bày tỏ niềm đam mê với cái chết và sự dày vò cô phải chịu đựng trong suốt một thời gian dài khi bị xã hội xem là một kẻ bệnh hoạn. Hơn hết, Shina mong muốn có thể được tự sát cùng Kaname. Trong khoảng thời gian này, bộ manga cũng giới thiệu thêm hai nhân vật phụ khá đáng nhớ khác là Kumasawa, tự nhận là bạn thuở nhỏ của Shina và cố làm mọi cách để cô trở lại bình thường, và Kaede, bạn gái cũ của Kaname, thường bị cha bạo hành lẫn lạm dụng tình dục. Khi xung đột mối quan hệ giữa bốn nhân vật này gia tăng đến đỉnh điểm, cũng là lúc Shina hẹn Kaname ra để tiến hành tự sát đôi. Lúc này, nam chính mới nhận ra bản thân không còn muốn chết mà muốn được sống hạnh phúc cùng nữ chính. Đến cuối cùng, liệu cả hai có cùng nhau tự sát hay Shina sẽ vì cảm động trước tình cảm của Kaname mà thay đổi? Hãy cùng thử đọc qua Yakedo Sojo để biết thêm đáp án nhé! Thú thực thì tâm lý nhân vật Kaname có rất nhiều cách giải thích và cách hiểu tùy theo cảm nhận của mỗi người. Trước tiên và dễ nhận thấy nhất là thằng bên này có biểu hiện của sự bạo dâm hay bạo lực trong mối quan hệ tình cảm. Có rất nhiều chi tiết chứng minh cho điều này, cụ thể là những lần mà Kaname vô thức bóp cổ Shina gần chết, hay với người yêu cũ Kaede cũng vậy. Có thể đó giống với một hội chứng tâm lý được sinh ra do phải sống với một người mẹ độc hại. Từ khi còn bé, cậu đã luôn cô độc và chẳng có ai để bầu bạn. Mẹ cậu thì chẳng quan tâm đến chồng và sau này thậm chí còn ước gì cậu chưa từng được sinh ra. Bị bỏ rơi, không một ai quan tâm và chẳng ai cần đã khiến bản thân Kaname đâm ra khao khát sự cảm thông và công nhận. Và Shina giống như một liều thuốc độc đã chữa lành cho trái tim đang rỉ máu của cậu. Trong thâm tâm, Kaname cần có Shina và Shina cũng cần có cậu. Hai con người cần nhau, một mối quan hệ cầu nối không thể tách rời. Dù cho thực tế, trong mắt độc giả, đó có là liều thuốc độc cay đắng nhất, thì đối với Kaname, đó như là viên kẹo đường ngọt ngào nhất. Nói về mối quan hệ gia đình của Kaname thì lại càng thêm phức tạp. Cậu có yêu mẹ mình không? Theo mình nghĩ là có. Và không, cậu căm ghét mẹ vì trong mắt bà ta chỉ có duy nhất người chồng đã bỏ đi. Thậm chí bà còn ước cậu hãy tự sát. Nhưng đồng thời, Kaname cũng yêu quý mẹ của mình vì người đó chính là lý do để cậu sống sót và chịu đựng sự cô độc cho đến tận ngày hôm nay. Ban đầu khi nhìn thấy xác mẹ tự tử, Kaname hoàn toàn rừng rưng, trong lòng thì cảm thấy như đã được giải thoát khỏi lời nguyền của bà ta. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng ấm cúng của gia đình mới với người bố cũ, cậu mới biết rằng bản thân đã luôn yêu mẹ mình rất nhiều, chỉ là cậu đã chìm quá lâu trong đau khổ để có thể kịp nhận ra mà thôi. Cho nên Kaname đâm ra căm hận người bố, nguyên rủa ông ta vì đã bỏ rơi hai mẹ con. Vào khoảnh khắc đó, Kaname hoàn toàn sụp đổ, cứ như bị vạch trần khỏi chính cái vỏ bọc đã tự lừa dối bản thân suốt thời gian qua. Mày quả là một đứa trẻ đáng thương mà. Nhưng vì mày đã được sinh ra, tao không thể tiếp tục tiến lên phía trước nếu thiếu mày. Cho nên cảm ơn con vì đã được sinh ra. Hơi mỉa mai khi mà trong ba nhân vật Shina, Kaname và Kaede thì cuộc sống hiện tại của Shina lại có phần hạnh phúc hơn hai người còn lại rất nhiều. Ở trường, cô năng động, hoạt bát và dù ngoài mặt chỉ đang cố tỏ ra hoa đồng, nhưng không thể phủ nhận thật sự là cô có rất nhiều bạn bè, trong đó có cả Kumasawa, một người cực kỳ quan tâm đến cô bé. Gia đình dù sống với người không phải mẹ ruột nhưng lại vô cùng hạnh phúc. Cuộc sống này đối với Kaname hay kể cả Kaede giống như một giấc mơ không bao giờ có thể chạm tới vậy.
Giải thích một chút thì trong tư tưởng của Shina, khoảnh khắc mà một sinh vật sắp sửa lìa khỏi cõi đời chính là lúc nó thực sự trở về với bản ngã chân thực nhất của chính mình. Cô gọi đó là uy quyền của cái chết, cũng chính là thứ khoái cảm mà cô theo đuổi. Nếu chỉ giải thích như vậy thôi thì quả thực rất khó để cảm nhận trọn vẹn được nhân vật Shina. Cho nên sau đây, mình xin phép được phân tích vào sâu chương số 10 trong series Yakedo Sojo để thấy sự dị biệt về mặt tư tưởng đối với cái chết của cô gái này. Lưu ý, đây là những luận điểm không phải của chủ quan người viết mà chỉ dựa theo nội dung của bộ truyện. Con người được sinh ra để sống. Ngay từ ban đầu, sự sống đã là một thứ đặc quyền, là giá trị nội tại cao cả nhất được ban tặng cho con người. Nếu nghĩ theo hướng đó thì những con người khổ sở ngoài kia, những kẻ đang phải mỗi ngày chịu đựng sự dày vò của cuộc sống hà khắc, trong mắt họ sự sống có ý nghĩa như thế nào và tượng trưng cho điều gì? Câu trả lời là không gì cả. Họ đang sống cứ như thể bản thân đã chết, như chẳng thể còn có ngày mai, hoặc tương lai họ có ra sao cũng chẳng quan trọng. Thật mỉa mai làm sao, những con người này đã quên mất đi giá trị thực sự của sự sống to lớn đến mức nào, để rồi tự chìm đắm bản thân vào tuyệt vọng, vào chủ nghĩa hư vô. Cuộc sống này là hoàn toàn vô nghĩa. Cái chết trở thành đích đến cuối cùng cho mọi cuộc hành trình của sự sống, là chốt chặn không thể nào tránh khỏi. Những kẻ thống khổ bên trên xem cái chết như một sự giải thoát mà không hề hay biết rằng bản thân đang phỉ báng giá trị thiêng liêng của sự sống. Nhưng thế thì đã sao? Họ vẫn sẽ tự sát thôi. Giống như Azami từng nói, tôi không tự sát vì tôi muốn chết, mà tôi tự sát vì tôi không muốn sống nữa. Ngược lại hoàn toàn với Shina, bị ám ảnh bởi vẻ đẹp của cái chết. Cô bé say mê cái khoảnh khắc sự sống lìa khỏi thân xác và xem nó như một ham muốn, một khoái cảm dục dục mãnh liệt. Nhưng trước giờ, cô bé chỉ có thể gián tiếp trải nghiệm nó qua những sinh vật nhỏ bé bị cô giết hại, chứ chưa từng tự mình trải nghiệm, vì sinh mạng chỉ có một, mất đi rồi thì sẽ không còn cơ hội nào quay lại nữa. Nhưng cái ám ảnh ấy vẫn nhen nhóm lên trong tâm trí Shina, ham muốn được tự tận hưởng cái chết của chính mình, hay nói cách khác là tự sát. Đối với Shina, cảm giác cái chết là một trải nghiệm hạnh phúc và sung sướng, khiến giúp người cảm nhận khoái lạc của cái chết chẳng có gì là xấu cả. Cho nên, thay vì tỏ ra sợ hãi khi tự tay giết người, cô lại cảm thấy vui mừng cho họ, thậm chí còn giúp họ đến nhanh hơn với cái chết. Trước đó, Azami đã bóng gió nhắc đến sách. Đây cũng là ngầm ý cho lý do tại sao Shina lại cảm nhận cái chết như là một dạng khoái cảm đầy nhục dục. Bằng chứng là sau khi thấy cảnh Azami tự sát, cô đã chạy đến cưỡng hôn Kaname, cứ như thể ngọn lửa khoái cảm đang chạy dọc sống lưng và cô đang tìm cách biểu lộ nó ra ngoài. Cái này cũng tương tự như xu hướng tình dục tự sát, một trào lưu khá cực đoan đã tồn tại từ lâu và có rất ít tài liệu nghiên cứu. Nói cụ thể hơn thì các cặp đôi chỉ có thể đạt cực khoái khi bản thân nằm mấp mé ở ranh giới sinh tử. Phương pháp phổ biến thường gặp của hành vi tình dục kiểu này là làm ngạt khí bằng cách dìm bạn tình xuống nước hoặc gây chèn ép động mạch cảnh bằng cách siết cổ. Điểm khác biệt duy nhất ở ngoài đời là tình dục tự sát rất hiếm khi thực sự giết người mà chỉ làm bạn tình rơi vào tình trạng hấp hối, nguy kịch. Còn trong bản manga, Azami đã tự tay rạch cổ họng mình, có nghĩa là thực sự chết ấy. Chính điều ấy đã tác động mạnh lên tâm trí của Shina, không khác gì một bộ phim 18 cộng cường độ mạnh cả, khiến cô bé trải qua khoái cảm chưa từng có trước đây. Tuy nhiên, cũng cần phải đính chính một chút là việc Shina khao khát cái chết không có nghĩa là cô muốn chết ngay lúc nào cũng được. Hay nói cách khác, cô tự sát không phải vì không còn thiết tha gì cuộc sống nữa, mà cô tự sát vì khao khát một cách chết đẹp đẽ. Tức nghĩa là cô muốn dành thời gian chuẩn bị cho việc mỹ miều hóa cái chết của mình. Và vì đó là thứ khoái cảm chỉ có thể chạm đến duy nhất một lần trong đời, nên cô không thể làm nó qua loa được. Cô muốn chuẩn bị nó thật kỹ lưỡng, đúng lúc, đúng chỗ, nhất là với người cô yêu, Kaname. Lấy một ví dụ cho dễ hiểu thì giống như khi phá đò với khi động phòng đêm tân hôn vậy. Bình thường các anh em muốn xả lúc nào mà chẳng được đúng không? Tự sướng với bàn tay này, 500k bao phòng một đêm này. Nhưng trong đêm tân hôn, nó lại khác anh em ạ. Đòi hỏi sự chuẩn bị và một tinh thần nghiêm túc, chứ không phải là cứ thích là nhích như mọi khi được. Hoàn cảnh của Kaede có thể nói là đáng thương nhất. Người mẹ vì không thể chịu nổi bản tính bạo lực của chồng nên đã ra đi tìm bến đỗ mới, bỏ lại cô một mình. Những ngày tháng sau đó, sống với một người cha, hắn liên tục đánh đập, thậm chí còn bệnh hoạn đến mức hãm hiếp Kaede. Như một bóng ma của quá khứ, mỗi khi nhìn thấy Kaede lại khiến hắn ám ảnh về hình bóng của người vợ cũ. Như một bao cát, một món đồ chơi tình dục, hắn ta trút hết toàn bộ phiền muộn lẫn sự phẫn nộ lên người cô con gái nhỏ. Khoảnh khắc Kaede hỏi Kumasawa, này, cuộc sống thật sự hạnh phúc đến thế sao? Mình không chắc, đây có phải là một lời châm biếm đến những đứa trẻ bình thường từ khi sinh ra đã được sống trong hạnh phúc, vô lo vô nghĩ như Kumasawa hay không? Hay đây là lời bộc bạch của cô, khát khao được hạnh phúc như người bình thường? Nhưng dù hiểu theo ngữ điệu nào đi chăng nữa, thì tận trong thâm tâm của Kaede, cô đã chết từ rất lâu rồi. Những giày vò và hành hạ mà cô phải chịu đựng hàng ngày đã không còn chạm đến được những mục ruỗng của tâm hồn ngây dại ấy nữa. Thực sự quá tàn nhẫn. Câu hỏi đặt ra là cô bé có thực sự muốn chết hay không? Chắc chắn là có. Rất muốn chết là đằng khác. Nhưng tại sao cô lại chưa chịu tự sát? Lý do chính nằm ở Kaname. Thật mỉa mai thay, cũng giống như người cha khốn nạn của mình, Kaede cũng sống bám víu vào bóng ma của quá khứ mang tên Kaname.
Có thể nói, cậu chính là một trong những động lực giúp Kaede chịu đựng được tới giờ phút này dưới danh nghĩa người yêu cũ. Thành thực mà nói, Kaede là nhân vật có tâm lý cực kỳ phức tạp và thậm chí có cảm giác còn khó nắm bắt hơn cả hai nhân vật chính. Khi còn nhỏ, Kaede thường bị đánh thức giữa đêm bởi tiếng bạo hành vợ đầy tàn bạo của người cha. Những hình ảnh kinh khủng đó vô hình chung đã tạo thành ký ức đau đớn không thể xóa bỏ và vẫn còn ám ảnh tâm trí cô bé cho đến tận ngày hôm nay. Ngoài ra còn có một chi tiết nhỏ ít người để ý đến, chính là khi bạo hành, mẹ của Kaede vừa khóc vừa cười. Có thể người phụ nữ ấy đã bị đánh đập đến mức điên loạn hoặc bản thân đang mang một căn bệnh tâm thần nào đó. Điều này ngầm ám chỉ đến việc tâm trí của Kaede cũng không thực sự ổn định cho lắm. Điển hình là từ khi người mẹ bỏ nhà đi, cô bé vẫn luôn ngấm ngầm chịu đựng sự bạo hành của người cha. Bởi lẽ đâu đó trong thâm tâm, Kaede luôn xem cha cô là một tội lỗi mà cô phải gánh chịu thay cho mẹ. Mặt khác, có lẽ do tâm thần có phần lệch lạc cộng với những ký ức kinh hoàng từ quá khứ đã khiến cô bé tự xem bản thân như một kẻ chỉ biết làm theo những gì cha bảo, hoàn toàn yếu đuối, nhu nhược và không có tự chủ. Nếu không có người cha kia, cô bé sẽ chẳng biết phải làm gì và trở nên hoàn toàn lạc lõng. Hay nói cách khác, Kaede lợi dụng hắn ta như là một cách để cô tránh né sự thật rằng bản thân cô vô dụng đến nhường nào. Hội chứng Stockholm có lẽ là cách giải thích hợp lý nhất mà mình có thể nghĩ ra sau khi ngồi cắm mặt hàng giờ vào từng dòng thoại của Kaede. Việc có cảm tình với kẻ bạo hành là một cách giúp não bộ của nạn nhân chống đỡ được những sang chấn. Trong tình trạng thiếu thốn tình cảm, nạn nhân dễ lầm tưởng những việc bạo hành quan tâm mình là lòng tốt hoặc tình yêu. Để cho dễ hình dung hơn thì tình cảnh của nhân vật Kaede cũng giống như nhân vật Umino Mokuzu trong tác phẩm manga được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên A Lollipop or a Bullet của tác giả Sakuraba Kazuki. Thờ yêu ba lắm đấy, yêu quả là tuyệt vọng mà. Tuy nhiên, đến lúc Kaede nhận ra được sự lạc lối ấy, mù quáng và sai trái đến nhường nào thì cũng đã quá muộn. Kaede lúc ấy đã chạm tới một kết cục có thể nói là bi thảm nhất trong cả dàn nhân vật khi đã phải tự tay mình giết cha. Một nhân vật có vai trò khá đặc thù trong cốt truyện khi mang những tư tưởng được xem là bình thường với xã hội hiện đại nhưng lại đối nghịch hoàn toàn với cặp đôi nhân vật chính. Đã có không ít lần nhân vật này cố gắng kìm hãm, thậm chí xem vào mối quan hệ của Shina và Kaname. Cũng vì thế mà không ít độc giả cảm thấy khó chịu với tính cách và vai trò cốt truyện của cô. Quả thực vậy, tác giả Kantetsu đã xây dựng nhân vật Kumasawa tượng trưng cho những kẻ đạo đức giả thích áp đặt tư tưởng số đông lên người khác mà không thèm mảy may thông cảm hoặc chí ít là thấu hiểu họ. Cô bé cố chấp, không chịu thừa nhận những suy nghĩ về cái chết của Shina và cho rằng đó là một biểu hiện của căn bệnh thần kinh, của những kẻ không được bình thường. Một cách thượng đẳng, Kumasawa cho mình cái quyền được phán xét người khác cũng như ép buộc Shina phải sống theo cách mà xã hội mong đợi ở một người bình thường, bất chấp Shina có thật sự muốn thay đổi hay không. Khuyên người đang muốn chết là hãy sống, chẳng khác nào bảo một người đang khao khát sống là hãy chết cả. Khoan hãy bàn đến việc thế nào là không bình thường. Ngay từ ban đầu, Kumasawa đã thiếu đi sự quan trọng nhất của một người bạn cần có, đó là niềm tin. Biết là tình yêu với cái chết của Shina có hơi bệnh hoạn thật đấy, nhưng đó lại chính là thứ làm nên giá trị nội tại, làm nên bản ngã của Shina hiện tại. Và theo như trong manga, việc không chịu thấu hiểu mà còn cố phủ nhận nó sẽ khiến mối quan hệ của hai người càng thêm tồi tệ, để rồi sẽ chỉ càng đẩy Shina thêm xa cách cô mà thôi. Hay nói cách khác, thay vì cố giúp bạn mình từ bên trong, Kumasawa lại vô tình chọn cách hủy hoại cô bé từ bên ngoài. Kết quả ra sao thì các bạn đọc đến những chương cuối cùng đã biết rồi đấy. Lãng mạn chẳng kém gì Love Me Not, nhưng sai trái cũng chẳng thua gì The Flowers of Evil. Yakedo Sojo giống như một bức tâm thư đầy máu và nước mắt của những con người đang sống trong nỗi dày vò và mặc cảm xã hội. Thông qua bốn nhân vật Kaname, Shina, Kaede và Kumasawa, bộ đôi tác giả Kantetsu và Satomi Yu đã giúp chúng ta, những độc giả, cảm nhận được bốn góc nhìn khác nhau về giá trị nội tại của sự sống và ý nghĩa đáng sợ của cái chết một cách trần trụi và nghiệt ngã nhất. Từ đó nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của sự thấu hiểu lẫn nhau, giống như nam chính Kaname đã thẩm ước ở cuối truyện. Giá mà chúng ta đã có thể hiểu rõ những người còn lại sớm hơn, nếu như chúng ta nhận ra bản thân thật sự muốn điều gì đó sớm hơn.